Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh Di Động Hồi Phúc nha anh em. Thì sáng hôm nay là ngày 1 tháng 4. Thì mình cũng có vài coi máy tính bảng mới về giới thiệu cho anh em nha. Ngày qua điện thoại điện thoại nó chưa về kịp nữa nên là có cái clip máy tính bảng này nó mới về được vài coi nè, giới thiệu lại cho anh em luôn. Thì con máy này đầu tiên là con iPad 2 nè anh em, 16GB nha. iPad 2 16GB có xài SIM nha anh em. Con này đây, có xài SIM đây. Con này thì nói chung là đáng lẽ bán rồi anh em, nhưng mà đặt riết rồi mấy anh em nó để dành á thì không lấy, nên bây giờ mình like lại anh em nào mà thấy được clip này bữa trước có gọi cho mình á. Nếu thích con iPad này thì alo cho mình nha. iPad 2 16GB có xài SIM, màn hình của nó 9.7, pin là 6944 nha anh em. Đó, mấy con rất là đẹp nha. Rất là đẹp, máy mình bán ra kèm sạc riêng cho nó nha anh em, kèm sạc riêng nha, kèm cục sạc riêng cho anh em xài thoải mái. Camera máy con này thì tạm chấp nhận thôi cho anh em, chụp nó có hộc mè chứ nó không có rõ nha anh em, không có rõ ken nha. Đó, iPad 2 con này pin nó là trâu bò luôn, pin của nó 6.9 gần 7.000 nha anh em. Đó, mọi chức năng full, màn kính rất là đẹp anh em, màn kính này gần như không có trời nha. Lưng này thì cũng còn rất là ok. Con này giá là 1950 nha anh em. Giá 195. Đó, máy rất là đẹp. Còn đúng một máy thôi. Anh em nào cần thì alo cho mình số 0355 356 356. Ok nha anh em. 1950. Thì trong rất nhiều clip thì mình cũng đã dặn nói trước hết anh em rồi nha. Quy định mua máy mình là cặp trước cặp Viettel 50k nha. Xem nhắn mình họ tên địa chỉ cùng với cái anh em mua cái máy gì thì nhắn máy đó luôn. Anh mình dễ biết để gửi hàng nhà nó dễ nha anh em. Rồi ok. Tiếp theo thì con Tab Itel này về tiếp bốn máy nữa nè anh em. Đây, hai bốn con này. Đó, loại này anh em ủng hộ rất là nhiệt tình. Tại vì cái loại này nó thực sự là nó cũng xài bình dân thôi, ok thôi, nhưng mà giá rẻ, không có gì phải lăn tăn hết. Con này là quá ok luôn. Đây, bán cho anh em giá rất là mềm. Đấy, anh em thấy không? Tab Itel 7101702. Con này mình bán rất là nhiều trong kênh mình. Được cái là nó kèm full phụ kiện này anh em, với lại có cái ốp bao da dưới này khỏi phải mua thêm nha. Đây, cái bao da này anh em bỏ vô xài rất là tiện. Đây, bỏ vô đây nắp lại một cái là xài ok luôn, nó cũng rất là mỏng manh thôi, bao da thì bình thường. Đây anh em, còn cái miếng dán luôn, miếng mấy đó là toàn là ba cái hàng thanh lý chưa sử dụng hết anh em. Đấy, bán cho anh em cũng như dạng giá thanh lý luôn, chả là lãi gì nhiều mà cái dòng này bán rất là nhiều rồi. Con Tab Itel màn hình 7 inch, RAM 1 bộ nhớ 16, pin của nó là 3.000 nha anh em, pin 3.000. Con này thì vẫn giá cũ để anh em thôi, 1380, một cái giá là gọi là giá thanh lý luôn anh em, 1380 thôi nha, chưa được 1.4 triệu. Mình đã bao ship tại nhà cho anh em rồi. Thì mới bán ra là cùa kèm có tai nghe cục sạc đầy đủ hết, sạc riêng cho nó luôn. Đây anh em, full phụ kiện cho anh em xài, giờ chỉ việc xài thôi. Alo cho mình phát là xong, mình gửi máy cho anh em. Đó, giải trí YouTube, Facebook rồi là xài được hết nha anh em. Đó, camera rồi là còn cũng ok hết. Máy đây dạng máy mới mà anh em chưa sử dụng nên là không vấn đề hết nha. Đó, màn hình này chỉ bé yên thôi, miếng lột ra chưa nè, mình để im cho anh em luôn, về anh em sử dụng khỏi phải lăn tăn. Đó, giá 1380 nha anh em, bao ship tận nhà, được có bốn máy thôi anh em. Bữa trước về bốn coi bán hết rồi, về tiếp theo thì chỉ lần này cũng về bốn máy thôi, không có nhiều. Anh em nào thích thì alo cho mình. Đó, và tiếp theo là được bốn máy Tab Huawei nữa nè anh em, được bốn coi. Đây, bốn coi Tab Huawei. Hôm nay thì mình coi coi. Con này RAM 2 nha anh em. Tab Huawei RAM 2 16. Đó, có xài SIM luôn. Xài SIM ok cho anh em luôn. Tab Huawei này là T3 7 inch. RAM 2 16. Pin của nó là 4100 nha anh em. Bữa nay hàng này nhập không có hàng nữa anh em. Anh em nào cần thì alo cho mình chứ thực sự là nhập không còn nữa đâu. Hàng này mình cũng hết luôn rồi. Mấy full box chưa sử dụng. Hàng thanh lý siêu thị nha anh em. Đó, cáp sạc, cáp với lại cục sạc đầy đủ hết cho anh em, full box luôn, anh em về xài thôi.
Giá bữa nay ra con máy này cho anh em là giá 1750 nha. 1750. Táp Huawei. Kính chưa bên trời. Nguyên full box luôn. Mình còn được 4 máy thôi anh em. 1750, con này pin 4100 nha anh em. Đó. Máy này cấu hình này xài rất là ok này, chạy mượt. RAM 2 16. Huawei. Để mình bật lên test chức năng cho anh em coi. Máy rất là đẹp. Nói chung máy này, cái lưng sau là nó bằng nhôm anh em. Bằng nhôm nha, nhìn đó rất là chắc chắn nha. Camera này đủ. Đây là cái khu vực bỏ sim nha anh em. Đây có nhiều anh em về không biết rồi này. Khu vực bỏ sim nó ghi nè, micro sim này là cái sim micro á, nó to hơn sim nano xíu. Và đây là micro SD là thẻ nhớ nha anh em, chỗ bỏ thẻ nhớ, đây thẻ nhớ này, đây sim này. Đó, anh em nhét vô thôi, nó có cái lò xo. Lướt lên coi. Đó, màn hình hiển thị rất là sắc nét nha. Test camera coi. Con này camera có vẻ nhìn được, cũng không quá đẹp nhưng mà mình chấp nhận được. Wi-Fi. Con này xài sim nha, nên cứ bỏ sim vô xài 3G thôi. Mấy em nào bữa trước đã mua máy kênh mình biết rồi, con này xài rất là lành. Ok luôn. Rồi. Còn bốn cái máy tính bảng con này cũng là kết thúc clip ngày hôm nay. Sáng nay thì vài cửa máy nhẹ nhàng cho anh em thôi nha. Rồi cũng thân ái chào anh em. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Những anh em chưa đăng ký kênh nhớ like video, bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Táp Huawei, con này cuối cùng thì giá của nó là 1750 RAM 2 16. Anh em nào cần máy nào cứ alo cho mình. Rồi thân ái chào anh em nha.